Còn vụ cướp sau đây, nhiều người đổ mồ hôi hột với sự liều lĩnh manh động của kẻ gian. Ngay trên đường, nhưng nhóm đối tượng vẫn thản nhiên ra tay cướp của người đi đường. Và còn lo sợ hơn khi thanh niên của nhóm này còn rất trẻ tuổi. Sáng nay, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 8 đối tượng tuổi đời từ 16 đến 21 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ngày 30 tháng 7, Công an thành phố Hưng Yên tiếp nhận tin báo của một người dân bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mặc đồ đen, đeo khẩu trang, sử dụng hung khí chặn đánh và cướp chiếc xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng xác định và triệu tập 8 đối tượng vừa nêu đến làm việc. Các đối tượng đã khai nhận hành vi sử dụng dao, gậy và vỏ chai bia để đe dọa, đuổi đánh nạn nhân. Khi nạn nhân bỏ xe máy lại, các đối tượng cướp chiếc xe mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Mảng màu tối cuộc sống lần lượt bị phanh phui nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an. Cũng như tại tỉnh Lạng Sơn, Công an vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Việt Cường, Vũ Thị Loan, trú thành phố Hà Nội và Trần Thị Liên Chi, trú tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng dùng thủ đoạn sử dụng căn cứ công dân giả hoặc căn cứ công dân của người khác để thành lập doanh nghiệp mua bán trái phép, sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn lòng vòng để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm ngoái đến nay, các đối tượng thành lập trên 40 doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn mua vào nhưng xuất hóa đơn bán ra khống với tổng giá trị hơn 11.000 tỷ đồng. Qua xác minh xác định, các công ty đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh. Hết cái bẫy mang tên tuyển lao động đi làm việc nước ngoài, việc nhẹ lương cao, giờ đến một trò lừa đảo việc làm khác dành cho sinh viên. Lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm và mong muốn kiếm thêm thu nhập của các bạn trẻ, các đối tượng tung ra nhiều chiêu bày, vì tin tưởng nhiều người ôm trái đắng. Làm việc tại nhà, không cần kinh nghiệm, không cần bằng cấp, linh hoạt thời gian, kiếm tiền chỉ trong thời gian ngắn. Là những lời quảng cáo hấp dẫn được các đối tượng lừa đảo giới thiệu đến các sinh viên đang có nhu cầu tìm việc làm thêm. Tại buổi phỏng vấn, các em được yêu cầu cung cấp căn cước công dân và phải cọc 500.000 đồng tiền mua đồng phục. Sau đó thì mọi liên lạc đều biến mất. Cũng với chiêu trò việc làm tại nhà lương cao trên các trang mạng xã hội, sinh viên còn bắt gặp rất nhiều bài đăng tìm cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử với những lời quảng cáo quyền lợi hấp dẫn. Chúng yêu cầu nạn nhân đặt cọc 100% giá trị đơn hàng và hứa hẹn mức hoa hồng hấp dẫn từ 10 đến 30%. Để tạo lòng tin, chúng cho phép các nạn nhân rút hoa hồng của những công việc đầu tiên. Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, trước tiên là do tâm lý tin người và mong muốn kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, các đối tượng lừa đảo đưa ra những yêu cầu không hợp lý, như đóng phí trước, làm việc tại nhà mà không cần gặp mặt trực tiếp. Nhiều sinh viên dễ dàng sập bẫy. Ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, các bạn sinh viên cần phải cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo chào mời làm công việc online. Đối với người sử dụng mạng xã hội, tìm việc làm trực tuyến, không truy cập vào các liên kết lạ, không cung cấp những thông tin cá nhân. Khi xin việc làm, người dân cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp tuyển dụng, nội dung công việc và nên nộp hồ sơ xin việc, phỏng vấn trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín để tránh sập bẫy lừa đảo việc làm.